có thể ngăn chặn được quá trình này. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những hình ảnh sau đây. Là một protein chiếm tới 25% tổng lượng protein trong cơ thể, collagen có chức năng chính là kết nối các mô trong cơ thể lại với nhau. Đặc biệt là ở da, collagen có nhiệm vụ tạo sự đàn hồi cho da. Ở những người trẻ tuổi, collagen của da đầy đủ, khỏe mạnh, liên kết tốt, da sẽ căng mịn và không bị nhăn nheo. Tuy quan trọng, nhưng collagen ở da lỏng lẻo và linh hoạt hơn. Cũng chính vì thế mà chúng dễ bị tổn thương hay đứt gãy và mất dần đi dưới tác động của tuổi tác, ánh nắng mặt trời, chế độ ăn uống thiếu collagen. Sau tuổi 30 và thời kỳ mãn kinh, phụ nữ mất đi khoảng từ 1 đến 1,5% collagen mỗi năm. Da của chị em trong thời kỳ này ngày càng xuất hiện những dấu hiệu lão hóa rõ rệt. Da khô hơn, xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn hoặc có các vết nứt chân chim dưới vùng quai mắt. Vì vậy, bổ sung collagen cho làn da là phương pháp rất quan trọng để giúp làm tăng khả năng đàn hồi, chống nhăn và ngăn ngừa sự xuất hiện của các dấu hiệu lão hóa cho da. Collagen có tác dụng giúp làm giảm và mờ nếp nhăn, ngăn chặn hình thành nếp nhăn mới, giúp nuôi dưỡng và trẻ hóa làn da. Có nhiều cách bổ sung collagen cho cơ thể. Bổ sung từ bên trong bằng các sản phẩm collagen dùng đường uống vì collagen được hấp thụ qua đường tiêu hóa. Bổ sung từ bên ngoài bằng các sản phẩm mỹ phẩm chứa collagen. Trên thực tế, người ta thường phối hợp cả hai phương pháp bổ sung collagen để mang lại hiệu quả tốt hơn trong giải pháp bổ sung collagen giúp giảm nếp nhăn và ngăn ngừa sự xuất hiện của các dấu hiệu lão hóa.